Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé. Tiếp theo xin giới thiệu đến các bạn một cái động cơ thanh lý nữa. Và cái hàng này là hàng mới 100% nhé các bạn. Mới 100%, chưa qua sử dụng. Động cơ có giảm tốc 48V 500W. Không có chổi than các bạn nhé. Động cơ không chổi than đấy các bạn ạ. Đấy. Thì ở đây nó sử dụng trục các đăng đây này. Tốc độ đầu ra của nó là 550 vòng trên phút các bạn nhé. Cái này các bạn có thể sử dụng vào nhiều việc khác nhau, hoặc là các bạn là có thể đấu vào với lại cái cầu các đăng cũng được. Thì thằng 500W này thì đấu vào cầu các đăng thì nó tải trọng nó không cao đâu, nó chỉ tầm độ khoảng 300 đến 200 kg trên thôi. Đấy, tải trọng nó không cao. Thì nó là động cơ giảm tốc. Thì tải trọng nó được khoảng 300 400 kg. Cái đấy các bạn là mình chỉ ướm thôi chứ mình cũng không thể 100% cho các bạn được. Đấy thì các bạn dùng làm xe chở hàng nhỏ nhỏ được. Thì đây là cái phần các đăng nó vẫn kết nối bình thường như thế này thôi. Đấy, không có vấn đề gì cả. Cái động cơ này mình bán là 1.100.000 đồng các bạn nhé. Và cái khớp các đăng này là 100.000 này. Đấy. Thì các bạn lấy cả hai cái món này thì mình bán cho các bạn là 1.150.000 đồng. Còn nếu các bạn mua một động cơ không là 1.100.000 các bạn nhé. Còn động cơ này thì bình thường giá mình bán ra là 1.400.000. Đấy thì mình nhập vào thì nó cũng hơn 1.300.000 rồi. Đấy, thì bán lại cho các bạn với cái giá thanh lý đấy. Thì tùy các bạn là sử dụng vào mục đích gì nhé. Con điều khiển của nó là 260.000 đồng. Thì các bạn mua trọn bộ thì các bạn mua trọn bộ thì các bạn có thể đấy, thì mình đo cho các bạn một số các cái kích thước. Kích thước hoạt động cơ này là 14 cm, kích thước hộp số của nó là 7 cm, là 21, tổng chiều dài là 21 cm, đường kính động cơ là 15 cm nhé. Cái đầu la vía này của nó là 20, nó hay dùng với này khớp các đăng mình làm xe ba bánh đấy. Tim bốn cái con ốc này là chéo 8 nhé. Đấy. Đo. Đấy, vuông 6 chéo 8. Thì các bạn là sử dụng vào mục đích gì thì các bạn cứ liên hệ nhé. Cái dòng không chổi than này thì ăn rất là nhẹ điện, rất là bền, có quạt tản nhiệt. Dòng này thì bên mình còn có cả một loại là 750W nữa. Đấy. Thì chỉ có hai con 500W và 750W thôi. Thì bạn nào mua thì liên hệ 0983 818 955.